Sư ơi, cho con hỏi không biết kiếp trước con tạo nghiệp gì mà kiếp này con bị tất cả mọi người và người trong gia đình đều ghét con ạ? Trường hợp này khó thấy. Đức Phật nói là sao? Không có ai toàn được khen mà cũng không có ai bị chê toàn bộ hết. Nghĩa là không có ai mà được ai cũng khen ngợi yêu quý, nhưng mà ngược lại cũng không có ai mà đi đến đâu cũng bị chê bị ghét hết á. Còn trường hợp của bạn là sao? Theo đúng như bạn miêu tả là trong người trong gia đình cũng ghét, mà người ngoài đi đâu người ta cũng ghét luôn á hả? Trường hợp gì đặc biệt vậy? Nếu mà thật sự mà bị như vậy luôn á thì phải tạo nhiều nghiệp bất thiện lắm lắm mới sinh vào trong một cái gia đình mà tất cả người thân đều ghét mình như vậy luôn nha. Ở đây cô thấy là do cái thái độ ứng xử, cái lời nói của mình là cái nguyên nhân chính á. Hay là mình đang dỗi gia đình mà nhắn tin hỏi cô hay sao? Thực tế đa phần cha mẹ đều anh em, ít nhiều thì cũng yêu thương nhau hết quý vị, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cái này cô nói thiệt, mình đừng có dỗi nông nổi nhất thời ha. Không biết gì trong cái nguyên nhân gì mà bạn quả quyết là tất cả những người trong gia đình đều ghét mình á. Cái này là suy đoán hay là mọi người trong gia đình đều tuyên bố như vậy? Mình nhìn kỹ lại bằng một cái thái độ trung lập, không có chen cái cảm xúc tiêu cực vào, nhìn nhận rõ ràng là cha mẹ anh chị em không hài lòng cái điều gì ở mình. Nếu có nói là mình sai, mình nghiêm túc nhìn nhận và sửa đổi nha. Cô nhớ hồi nhỏ mà cô làm sai đó là bị đánh, bị chửi, ba mẹ là quýnh đòn chửi cũng nhiều lắm. Nhưng mà mẹ cô cũng nói là mẹ không có ghét con, mà là mẹ ghét cái thói xấu đó của con. Tức là sao? Không phải mẹ ghét con mà mẹ đánh con, mà mẹ ghét cái tật xấu đó của con mà mẹ đánh con. Thì bây giờ con bỏ cái tật xấu đó thì sao? Mẹ đâu có ghét con. Ê, chưa bao giờ mẹ ghét con hết, nhưng mà mẹ đánh con là đánh cái tật xấu đó. Cũng vậy, ví dụ cha mẹ người thân trong gia đình mà ghét bạn là không phải ghét bạn, mà là ghét cái thói xấu nào đó của mình. Bây giờ mình quay lại mình sửa mình. Còn nếu như cái lỗi mà không phải ở mình mà do người thân thì mình cũng phải khoan dung chứ, đúng không? Vì đó là người thân của mình. Còn mà bạn nói mà người ngoài xã hội gặp ai cũng ghét luôn á ha, thì cái này á để cho người nào cũng ghét mình á thì phải xem lại cái ứng xử, cái giao tiếp của mình. Ở đây cô thấy người ta nói Hàn Quốc có câu tục ngữ là gì, du du săn chung, tức là loại nào chơi theo loại đó đó. Việt Nam mình nói kiểu gì, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Thành ra cái người nào xấu cũng có bạn xấu chơi cùng, chứ không có đi đến đâu mà cũng bị ai ghét hết toàn bộ đó, không có nha. Cho nên cái lời nói, cái hành vi của mình có chuẩn mực chưa, có vừa vặn chưa, nếu chưa thì phải sửa lại cho đúng. Cũng không có giận cái người ghét mình. Cô nói rồi, chỉ có hai loại người, một người là thông cảm với mình và một người chưa thông cảm với mình. Chưa thông cảm thì có thể họ không phù hợp với mình ở một cái yếu tố nào đó thì mình chỉnh lại thôi. Ở đây đối với bạn thì chỉ có một câu nói ngắn gọn, đó là phản quan tự kỷ, đó là tự soi lại mình là tốt nhất. Chứ bây giờ đừng có nhìn cái ứng xử của người khác, mà mình nhìn chính cái hành vi, lời nói, việc làm của mình, ba nghiệp thân khẩu ý của mình như thế nào, từ trong gia đình cho tới xã hội nha. Hoặc là còn đang dỗi gia đình, hoặc là đang bất mãn cái điều gì mà nhắn tin đó, thì này nông nổi nhất thời thôi. Dạ thưa sư cô, trong lúc con tu tập, khi chuẩn bị công phu, con đều bị buồn ngủ. Con uống cà phê cho đỡ nhưng con vẫn ngủ. Tâm trạng của con ngày càng rất khó chịu, bực bội, con nên làm sao cô ơi? Sự khó chịu, bực bội làm con thấy rất tệ. Con nói thật, những ai đã từng trải qua nỗi đau này mới hiểu nó khó chịu lắm, làm con muốn tự hành xác thân mình. Khi nó đến con không kiềm chế được mình, không biết đi đâu về đâu. Cô ơi, mong cô giúp đỡ cho con. Cái vấn đề công phu, thiền hành, thiền tọa, bái sám mà gặp hôn trầm, tức là ngủ gục á, là nhiều lắm, không phải một mình Phật tử bị đâu. Cái mức độ của mỗi người mỗi khác, theo như Phật tử nói là làm mọi cách vẫn còn ngủ, đúng không? Trường hợp á, khi mà tụng kinh thì mình cần phải, khi ngồi thiền và khi tụng kinh như vậy ha, mình phải cân bằng giữa cái lao động và nghỉ ngơi, thể dục cho cái thân thể mình khỏe mạnh. Bởi vì không thể có một cái tinh thần nào minh mẫn sáng suốt trong cái cơ thể mà nó yếu đuối được, cho nên mình phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Hai là lao động với lại nghỉ ngơi nó phải cân đối. Nhiều người làm ca đêm ca ngày, làm quần quật như vậy thì cái thời khóa công phu không thể nào mà không có bị mệt mỏi được. Ngay cả quý thầy quý sư cô trong chùa mà hôm nào đám xá mà kiệt quệ lắm, lên công phu vẫn gục như thường. Nhưng mà đó là những ngày mệt mỏi. Còn nếu như mà lúc nào mình cũng bị như vậy thì mình phải coi lại mình một chút xíu. Hai nữa, nếu như mình thấy là mình đã cân đối giữa cái thời gian nghỉ ngơi và tu tập mà mình vẫn bị buồn ngủ thì sao?
mình phải chọn cái thời gian tụng kinh cho thích hợp thì mới tỉnh táo được, đúng không? Mình chọn cái giờ mà nó đà quá, cái giờ mà đi dễ đi vào giấc ngủ làm sao mà tỉnh được. Còn trường hợp mà mọi thứ tốt đẹp luôn rồi, thời gian, thể chất vân vân mà tụng kinh mà vẫn buồn ngủ nữa thì là do cái gì đây? Thiếu cái sự tập trung và thiếu cái nhẫn nại, hay là mình nói là thiếu cái sự tinh tấn và nhẫn nhục. Mình phải tập trung cao để thời tụng kinh có chánh niệm á, phải tập trung vào cái bài kinh, phải tập trung vào cái nội dung trong kinh. Mình phải đề khởi từ ban đầu, hạ thủ công phu, ngồi xuống là phải giữ tinh thần cho tỉnh táo, đọc câu nào, hiểu câu đó nói cái gì thì không có trôi vô giấc ngủ được. Ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền mà bắt đầu thở đều đều, không có đề khởi từ ban đầu dễ rơi vào hôn trầm lắm quý vị, ngồi thiền là còn dễ ngủ hơn nữa. Cho nên trước khi nó đà vô trong cái giấc ngủ là phải tỉnh từ đầu thì nó mới không có gục nha. Cái này là kinh nghiệm chính sư cô cũng có ngồi thiền ngủ gục, cho nên mình biết là cái ban đầu, cái lúc mà mình vừa ngồi xuống, lúc mình còn tỉnh táo á, mà mình không giữ vững được cái chánh niệm của mình nha, mình dễ rớt vô hôn trầm lắm. Còn nếu như mà mình tắm rửa sạch sẽ rồi, chọn thời giờ tụng kinh thích hợp rồi, ăn uống nghỉ ngơi điều độ rồi, mình đang ngồi thiền mà trong tối thì mình đi ra ánh sáng cho nó tỉnh rồi, mình tụng kinh mà nó buồn ngủ, mình đi kinh hành thiền hành rồi mà mình ngủ gục nữa, thì bây giờ còn một cách cô chỉ nè, cái này là cũng kinh nghiệm, giảm ăn lại một chút đi quý vị. Mình để ý coi trước cái giờ tụng kinh hay trước cái giờ ngồi thiền mình có ăn no không. Ở trong chùa là ba cái món mà Đức Phật dạy mình là không có được đầy đủ bao giờ, đó là ăn, mặc, ở. Phật dạy rất kỹ nha, không được để cho ba cái món này nó đầy đủ sung mãn, chứ đừng có nói là dư, tức là lúc nào cũng phải thiếu, ăn cũng phải ít một chút, ngủ cũng phải ít một chút, và mặc cũng phải tiết chế một chút. Thì bây giờ nhiều người mà ăn quá no đó, ăn quá no căng da bụng trùng da mắt, ăn no một cái á, đây là kinh nghiệm hồi cô đi tu, là không ăn chiều, không ăn chiều nha. Mà cái lúc mà mình không ăn chiều á, sáng ngày hôm sau mà mình công phu mà dạy 3 giờ rưỡi sáng mà mình tụng kinh ngồi thiền nó tỉnh vô cùng. Mà có ăn chiều á, cái bụng mình đầy nó nặng á, là hôm sau dậy rất dễ bị ngủ gục. Công phu sáng 4 giờ là rất dễ bị ngủ gục. Còn cái lúc mà mình không ăn chiều từ đêm trước á, hôm sau mình rất là tỉnh. Tương tự như vậy, nếu như ở nhà mình vẫn phải ăn chiều, nên mình không thể bỏ bữa được, mình chưa quen, thì mình ăn ít lại. Ví dụ mình thấy là còn 5-7 muỗng cơm nữa là mình sẽ no, đừng ăn nữa, ngưng lại đó, đói một chút cũng sao, uống nước vô. Thì á, trong cái trạng thái hơi đói như vậy á, cơn buồn ngủ nó khó đến ha, nên mình tỉnh táo được trong lúc ngồi thiền. Này là khuyên thật sự luôn chứ không phải là cô bịa ra đâu nha. Kinh nghiệm của quý ngài thiền sư mà tu thiền á, mấy cái trường thiền đa phần đều không cho ăn chiều quý vị. Ăn no là không có tỉnh được. Cho nên người mà tu hành á, không phải chờ tới vô chùa xuất gia cạo đầu như quý thầy quý sư cô mới phải tiết chế ăn mặc ở, mà mình phát tâm tu tập á, mình cũng bớt cái ăn lại. Chút ăn, ăn cho no, ăn cho đầy bụng là không thể nào tỉnh táo được. Ở đây Phật tử cô đi chùa cũng vậy nè, buổi trưa mà ăn no tới hồi mà 2 giờ chiều lên là ngồi nghe pháp, rồi bắt đầu 15 phút sau là thấy bắt đầu gật gù khen cô nói hay rồi đó. Cho nên thường á là ăn cơm trưa xong là cô cho sinh hoạt vòng tròn, hát múa vận động cho nó tỉnh. Tới hồi mà thuyết pháp là cô cứ phải nhìn lận mắt mọi người vậy nè, bắt ngồi thẳng lưng, ai mà ngồi gù xuống là hồi đi vô giấc ngủ. Nha, đó là cơ thể của mình, sinh lý của mình nó như thế. Nên nếu mà làm đủ mọi cách rồi mà vẫn ngủ á, thì thay vì uống cà phê, giờ mình uống trà đi cho nó tỉnh. Uống có những loại trà nó rất là tỉnh táo mà không có gây nghiện. Xong rồi mình ăn ít lại ha. Sư cô chỉ giùm con có cần hộ niệm khi có người mất không? À, hộ niệm khi có người mất có cần không? Wow, câu này câu này chắc nhiều người quan tâm. Đây, trước khi cô trả lời thì cô cho mình phải hiểu rõ cái hộ niệm là gì. Hộ tức là bảo hộ, che chở, giúp đỡ, niệm là nhớ nghĩ. Vậy hộ niệm tức là giúp đỡ người khác phát khởi cái gì, cái chánh niệm để rời xa các niệm xấu ác hoặc là thất niệm, để có được cái niệm chân chánh. Vậy trong cuộc sống chúng ta có cần hộ niệm không? Rất là cần chứ, phải không? Cô đã nói rồi, có một thứ mà người tu không bao giờ sợ dư, đó là chánh niệm. Chánh niệm phải duy trì liên tục, bền vững. Duy trì chánh niệm càng lâu, càng dài, càng sâu, chúng ta sẽ càng tỉnh thức chừng đó. Vậy thì bây giờ một mình không chánh niệm nổi, mình cần người khác hộ niệm cho mình chánh niệm để bớt thất niệm không? Cần sao không cần? Mình ở trong gia đình thì có cha mẹ, đi tu, đi học thì có thiện tri thức, thầy bạn, bạn đạo, đạo hữu nhắc nhở mình, che chở mình, khích lệ mình,
để mình thoát khỏi cái chánh niệm, để mình sống, học tập và làm nhiều kết quả tốt đẹp. Trong cái cuộc sống khi mình còn đang sống đây, cái hộ niệm đó đã quan trọng rồi, chứ đừng nói là khi mình đang sắp lâm chung. Và quý Phật tử biết là cái giai đoạn mà sắp lâm chung ở trong nhà Phật nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Cái tâm người chết rất là đau khổ, vì biết mình sắp từ bỏ cõi đời mà còn không biết cái cảnh giới mình sau khi từ bỏ cái thân này sẽ đi về đâu, đúng không? Xa rời người sơn, tiền bạc, tài sản, của cải, rồi chưa kể thân tứ đại này nó chuẩn bị rã rời, nó đau nhức, nó khổ sở, nó bất ổn như thế nào. Vậy thì cái tâm lý là hoang mang, sợ hãi là chiếm trọn trong cái cơ thể của người đó. Chưa kể những người bệnh á, là còn đau nhức khủng khiếp nữa, rất là bấn loạn. Nói chung, cái giai đoạn sắp lâm chung là cái giai đoạn rất là khủng hoảng. Lúc này thì cái người mà người sắp lâm chung đó có cần người ta hộ niệm không? Có chứ. Có những người là chắc là phải nhìn thấy mặt được cái đứa cháu nội này mới nhắm mắt đi yên. Có người mà ban sinh thời mà giận con cái, thấy cái đứa con đó về một cái là trợn trừng con mắt không nhắm mắt được. Có người là tiếc của, là lăm nắm khư khư không muốn cho người ta giữ của mình. Vậy thì bây giờ cần có một người đến để khai thị chứ, đúng không? Khai thị là cuộc đời này là vô thường, tiền bạc tài sản á, thì bây giờ không có đem theo được. Mình cần làm phước để chia sẻ, để vung bồi. Không có giữ của được cho mình thì bây giờ mình đổi cái của đó thành cái phước để mình mang theo. Rồi, còn cái sao? Nhờ vậy á, thì cái tâm người đó được an không? Tâm được an thì xuất hiện cái tâm chánh tư duy và cái chánh nghiệp, chánh kiến ở đây nó được thiết lập. Sau đó mình khuyến khích tiếp là đừng có nghĩ tới chuyện buồn, chuyện vui của quá khứ, chuyện giận, chuyện hờn gì là bỏ qua hết đi. Thì bây giờ mình nương theo cái câu niệm Phật, nương theo cái lời tụng kinh, nương theo cái sự khai thị đó mà có được một chút tĩnh tại và bình an trong lòng. Cái này nó rất là quan trọng. Nếu như mà hộ niệm đúng lúc, đúng cách và đúng pháp, được cái người mà sắp lâm chung á, cái cận tử nghiệp của họ lành á, họ có thể sanh được những cảnh giới rất là an lành. Vì vậy cái giai đoạn sắp lâm chung là cái giai đoạn quan trọng nhất. Là không phải sắp lâm chung là chỉ có vài tiếng đồng hồ trước khi chết đâu nha, có thể là vài tháng, vài năm, đúng không? Càng về cuối đời càng phải buông xả, buông bỏ, thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, quán tất cả mọi thứ là vô thường, chỉ có mang cái nghiệp lành mang theo thôi. Thì mình hộ niệm từ cái lúc mà người thân của mình là có cái dấu hiệu là sắp sửa lìa đời, vài tháng, vài năm, chứ không phải vài tiếng đồng hồ trước khi lâm chung không đâu. Còn giai đoạn sau lâm chung á, thì cũng có trợ niệm, nhưng mà hiệu quả nó không bằng trước lâm chung. Vậy thì cô kết luận lại câu trả lời này, hộ niệm rất là cần thiết cho người lâm chung ha. Con đang thực hiện liệu trình điều trị. Bên cạnh đó, con muốn được đi chùa, tham gia tụng kinh và các hoạt động Phật giáo khác ở thành phố Hồ Chí Minh, như những nội dung mà Pháp Thoại Sư Cô có đề cập. Kính nhờ Sư Cô có thể chỉ điểm cho con nơi nào con có thể tham gia các hoạt động này không ạ? Con cảm ơn Sư Cô. Con đang thực hiện liệu trình điều trị. Không có nói liệu trình điều trị gì, sao cô biết? Lỡ điều trị Covid-19 hoặc là điều trị bệnh viêm gan, viêm phổi, lao thì sao? Những cái bệnh mà phải cách ly, những cái bệnh mà phải không có được tiếp xúc để truyền nhiễm thì sao mà đi tham gia các cái hoạt động ở các ngôi chùa được, đúng không nè? Còn nếu như mà là liệu trình điều trị những cái bệnh khác mà có thể hòa nhập cộng đồng, không gây lây nhiễm, truyền nhiễm, thì mình cứ tham gia. Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Vậy thì đến chùa Giác Ngộ đi, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cô thấy ở đây có nhiều cái hoạt động rất là thường xuyên, có rất là nhiều cái khóa học Phật pháp, khóa học ngoại ngữ, khóa học kỹ năng, hay lắm quý vị. Gì đó, lớp tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Campuchia, rồi cái gì đó, có lớp thư pháp, rồi cắm hoa đủ kiểu hết á. Vậy bạn tham gia mấy cái khóa này được. Chưa kể là còn có công quả. Tại sao cô biết? Tại vì có rất là nhiều em tham dự lớp học Bát Chánh Đạo ở chùa Giác Ngộ, rồi là nhắn tin cho sư cô, là nghe pháp thoại của sư cô, rồi hôm cô về Việt Nam là mấy em trong cái mà toàn là trẻ trẻ dễ thương không à, là đi về chùa sư cô, chùa sư bà, sư cô với Củ Chi đó, phụ cô làm công quả, nhổ cỏ, làm đậu phộng rồi tùm lum hết. Cô hỏi sao tụi em biết cô, thì mới nói là dạ sao tụi em biết nhau á mà lập thành một cái nhóm mà đi chùa công quả dễ thương như vậy. Thì các em nói là dạ tại tụi con đi học lớp giáo lý hay trong chùa Giác Ngộ nên tụi con quen nhau. Dễ thương không? Rồi mấy em đó mỗi cuối tuần mà cô dạy giáo lý á, là mở Zoom lên ngồi online. Có bữa đi trà sữa, cùng uống trà sữa, cùng coi online pháp thoại, vậy dễ thương lắm hen.
bây giờ mình muốn mà tham gia các cái hoạt động Phật giáo, tức là Phật sự, thiện sự, phát quà, làm công quả. Cô thấy cái nhóm phụng sự viên của chùa Giác Ngộ là chắc mấy ngàn người lần đó, phụng sự cho các khóa tu đủ thứ kỹ năng, mình có cái năng lực gì mình phụng sự cái vấn trong cái lĩnh vực đó rất là hay ha. Bạn theo dõi cái base của chùa Giác Ngộ rồi tham gia các lớp học, các cái công tác ở đây, sư cô cũng dạy ở đây thì ít hơn ở Việt Nam. Bên này các bạn lo đi học, đi làm, đi kiếm tiền nên các bạn bận lắm, nhưng mà cô cũng ráng hình thành một cái cộng đồng các phụng sự viên để mình tạo cơ hội. Các em mà còn đi học thì đâu có tiền, nhưng mà các em có thể dành thời gian ra để làm những việc công quả phụ cho nhà chùa, năng động trẻ trung, có sức khỏe, phải không? Còn các chị mà lớn tuổi chút, có điều kiện kinh tế một chút thì sao? Phụ tịnh tài cho các hoạt động Phật sự, thiện sự. Con người nào biết nấu ăn thì nấu ăn, người nào cắm hoa thì cắm hoa, phải không? Người nào có giọng hát hay hoặc biết nghi lễ thì tán tụng đó nha. Dạ con chào sư cô. Sư cô ơi, sư cô có thể giải đáp giúp con câu này để có thể có thêm động lực không ạ? Có phải khi mình biết hồi hướng niệm Phật cho người mất, khi mình nói trong đầu là những người đó họ nghe được trong tâm mình đúng không cô? Ê, cái câu này á nghe đơn giản mà khó trả lời nha. Nếu là bạn hỏi làm sao? Khi mình hồi hướng niệm Phật cho người mất, mình chỉ cần nói trong đầu là cái người mất đó, cái hương linh đó họ nghe được trong tâm mình đúng không? Làm sao mà cô biết được, cô đâu có thần thông đâu. Cho nên câu này nghe đơn giản nhưng mà trả lời khó lắm đó quý vị. Bây giờ cô không có thần thông sao cô biết được cái người đó người ta có nghe được bạn hồi hướng niệm Phật hay không? Bây giờ cô căn cứ trên kinh điển mà cô trả lời. Ví dụ mà có cái gì mà chưa thỏa đáng thì quý vị cao nhân chỉ bảo dùm nha. Cô thấy là trong kinh á, có mỗi loài có một cái ngôn ngữ giao tiếp riêng, người và trời và các loài chúng sanh khác là có ngôn ngữ giao tiếp khác. Thì người ở, thậm chí là cõi người đi nha, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người Mỹ, người Nhật Bản, mỗi người có một ngôn ngữ riêng đúng không? Cùng là người với nhau á, mà nếu không biết ngoại ngữ á, nói chuyện có hiểu không? Không hiểu rồi đó, chứ đừng nói là người ở cõi khác nha. Cô nghĩ loài vật cũng vậy, có những loài vật mà nó thông minh một chút, mình nói nó nghe nó hiểu hoặc lặp đi lặp lại á, nó làm theo mình được. Nhưng đa phần nó chim chóc nó nói gì mình đâu hiểu đúng không? Hồi nãy sư cô ra đây cái có một em đi cùng, em ngồi em ăn cái bánh thì có con chim nó đến, nó xin em cho nó một miếng bánh. 2 phút sau thôi, cái bạn tin là mấy chục con chim, mà nếu em cho nữa chắc cả 100 con chim nó sẽ bay đến đây nó ăn. Vậy nó gọi nhau bằng cái ngôn ngữ gì? Cô với em đó đâu có biết nó kêu bạn nó bằng cách gì đâu. Mà cuối cùng là một bầy chim đến, cô sợ khủng hoảng luôn. Đó, nó nói nó phải kêu đúng không? Nó phải kêu đồng bọn nó thì là mấy con chim khác mới tới ăn đúng không? Mà cô với em cô ngồi đâu có biết. À vậy thì á là cái loài vật nó mới hiểu được ngôn ngữ của nhau. Còn đơn giản á thì thái độ nè, cử chỉ nè, mùi nè, ánh mắt nè, thông qua đó thì cũng có thể người và vật giao tiếp được. Hiểu ở cái mức đơn giản là người đó đang vui, buồn, giận, thương, ghét. Giống như mình nuôi chó, nuôi mèo mình cũng hiểu được cái tâm trạng của nó đúng không? Nhưng mà còn cái trường hợp của bạn là người cõi âm, cõi dương, làm sao mà không biết làm sao mà nghe được? Thì trong kinh Địa Tạng có nói á, người cõi dương mà muốn giao tiếp được với cái người cõi âm á thì chỉ có thần lực tu tập hoặc là có nguyện lực, tức là cái phước lực lớn mới có thể làm được, hiểu không? Mà cô là không có cái thần lực tu tập này rồi nha, mà nguyện lực phước lực của mình cũng chưa đủ nữa. Cho nên cũng có một vài trường hợp á là thông qua giấc mơ để có sự tiếp xúc và trao đổi, nhưng mà giấc mơ thì nó không có cụ thể, với lại nó case by case lắm, nó tùy trường hợp, nó tùy người nữa, cho nên cái này nó không có thống nhất được, nó không có rất là khó phân biệt được đây là thật là giả, là do mình tưởng ra hay là do thật sự là mình cảm ứng được. Hiểu cô nói gì không? Cho nên cái việc mà căn cứ qua cái giấc mơ để xác minh nó cũng khó lắm. Ban ngày mình tưởng đủ thứ, ban đêm mình mơ, nó đâu có đúng không? Vậy thì mình niệm Phật, mình làm phước để mà mình hồi hướng cho hương linh. Hương linh mà có hương linh sẽ cảm ứng được, và có hương linh cũng không cảm ứng được. Mà tại vì á, hương linh là trường hợp vô biểu sắc á, cho nên mình không có thấy được qua bằng mắt thường. Chắc chắn á, là hương linh cũng có một cái dạng tâm thức để mà hiểu và cảm được, nhưng mà
nhưng mà để miêu tả làm sao cho nó rõ ràng, nó khó lắm, nhưng nó không có hình hướng cụ thể, nó là một cái vấn đề siêu siêu nhiên, siêu hình học nữa. Cho nên mấy cái vấn đề này cô không có muốn nói nhiều. Thứ nhất là mình không có hiểu gì để mình nói, hai mình cũng có thần thông để mình nói nó sai nhiều ha. Cho nên nó là phước báo nghiệp lực cũng vậy, khi mà tâm mà chưa có chín mùi, nó chưa có trổ ra bằng cái quả, bằng hình tướng, thì mình cũng đâu thấy được đâu, phải không? Sắp tới mình học bài kinh Pháp Cú có nói đó, là quả ác mà chưa chín mùi, chưa có thành thục, người ác thấy vui lắm, tại đâu thấy bị trả quả báo đâu. Hoặc là người làm thiện hoài mà cứ khổ hoài, tới quả thiện nó chưa có thành thục, nó chưa có trổ ra đó, người thiện nó đâu có thấy gì đâu. Cho nên là nó rất là khó nói. Giờ mà Hương Linh có cảm được hay không cảm được là cô không biết được đâu ha.